đây là những chiếc thẻ RFID 125Hz được thiết kế dưới dạng móc khóa vô cùng tiện lợi và dễ dàng sử dụng. Nó thì sử dụng loại chip T5577 có thể được ghi mã của thẻ khác lên. Mình có thể dùng để sao chép nó cho các thành viên trong hệ thống thang máy chung cư. Những chiếc móc khóa như thế này thì được làm từ nhựa PVC, vừa chống nước lại bền bỉ. Và cái tốc độ xử lý dữ liệu của nó cũng rất là nhanh. Chiếc thẻ này thì tương thích với hầu hết các bộ RFID 125kHz. Và mã ID của nó có thể ghi đè và lặp đi lặp lại nhiều lần, với thời gian lưu trữ dữ liệu lên tới tận 10 năm. Và đây là cách sử dụng của nó. Mình có một chiếc thẻ trắng không thể ghi đè lên. Sau đó mình sẽ ấn read cái này. Đó. Sau khi đã ấn read nó rồi thì mình sẽ dán nó vào một cái chiếc này. Đó. Và nó báo là đã sao chép mã ID thành công. Và bây giờ mình sẽ thử đọc xem cái mã của này là có phải là 8558 không nhé. Đó.